Hello, xin chào gia đình Neo của Jay. Mọi người thấy cái mẫu này dễ thương không? Đó, cái màu hồng với lại cái màu tím nó hòa quyện với nhau, nó tạo ra một cái độ tương phản nhẹ nhàng và mình có vẻ những cái con dơ như thế này. Đây là một cái mẫu nail cũng rất là đơn giản dành cho Halloween, mùa Halloween ha. Đó, nhưng mà bây giờ mình có thể vẽ cái con bát này, nó có thể là màu trắng cũng được ha. Nhưng mình có thể làm đỏ hoặc là đen rồi mình vẽ bát trắng. Cái mẫu vẽ này cũng rất là đơn giản luôn. Và khi mình sử dụng những cái móng màu này, mình khỏi cần phải sơn mất công. Mình chỉ cần sơn cái design, mình làm design lên trên thôi mọi người. Ở đây thì chị sẽ vẽ một cái line trước mọi người. Ở đây là chị sẽ vẽ một cái line như thế này. Đó, nó đặc quá thì mình, nó đậm, nó nhiều quá thì mình bỏ ra. Đặt xuống dưới đây, bắt đầu mình kéo nó lên bên hông. Ở đây mình tô nó trước để một lát nữa đó. Chị sử dụng cái cọ sơn của cái chai nước sơn, nó sẽ dễ hơn. Mình tô phần còn lại chứ mình không có tô bằng cái cọ này không ha. Mỗi một cái cọ nó có một cái tác dụng, cái công dụng riêng, cái chức năng của nó riêng. Mình sử dụng đúng cái đó thôi, để cho nó tiết kiệm thời gian của mình và nó nhanh nữa. Dường như cái này tới xây đây xong đi ha. Rồi chị sẽ sử dụng cái chai ở trong cái hũ luôn. Cái gọi trong cái chai luôn chứ. Cái chai trong cái hũ là cái gì không biết. Thiệt tình luôn đó. Đó, giờ mình chỉ cần kéo xuống thôi cho nó đều lại. Như nó có cái cọng lông ngay đó nè. Cọng lông ngay đó, mình sẽ lấy lông ra. Mình sẽ lấy lông ra ha. Mình sẽ lấy lông ra như thế này, cái cọ tím rồi. Nó dính cọng lông ngay đây nè mọi người thấy không? Mình không có làm gì chưa, khách chưa có làm gì luôn á mà nó dính lông lá như thế rồi. Rồi bây giờ ha, chị sẽ vẽ luôn cái ngón ở bên đây luôn. Này cũng vậy luôn, để cho nó ra trước, bắt đầu mình sẽ đánh võng lên ha. Đánh võng lên như thế này nha. Vẽ friend á, nói chung á là đối với chị mà vẽ friend friend cỡ này nó dễ dữ lắm. Mình làm quen tay rồi, một ngày ha, không biết một tuần vẽ bao nhiêu cái friend. Mình đặt vô là mình biết mình đặt ở đâu rồi. Với lại cái này á, mình phải vẽ cho nó cỡ cỡ giữa giữa cái móng chút xíu. Tại vì cái con dơi á, mình vẽ nó vừa, nó lấy được 1 phần 3, hầu như là 1 phần 3 hay là 1 phần 2 luôn cái đầu friend của mình luôn. Cho nên mình phải cần phải có cái hiệu ứng. Chứ mà mình vẽ friend nó thấp quá, cái vẽ con nhện lên cái mình con dơi lên mình không thấy nữa. Rồi bây giờ chị sẽ đẩy cái treo này lại cho mọi người thấy là thôi, chứ ngoài dĩa có rồi không có cần lấy thêm ha. Ok, bây giờ chị sẽ lấy cái mặt này, cái này nói chung cái này rất là dễ, khi mình mới sơn ra thì nó như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ nghiêng nó lại, mình đẩy nó lên cho nó ra màu ha. Ở đây thì chị có thể đưa nó bên hông ở đây để cho nó đẩy cái tay lên. Ở đây á là cái tay á, mỗi một cái chiều dài cái móng với lại cái gì đó, cái shape móng mà nó cũng khác dữ lắm mọi người. Cho nên á mình phải play around, tức là mình phải dọc nó chút xíu đó, nó lên trắng như thế này là ok ha. Bên đây cũng vậy, chị cũng muốn cho nó đẩy trắng vào bên đây. Trắng như thế này là ok nè. Đó, chị muốn cho nó lên vậy. Rồi bên đây cũng vậy luôn. Mình cũng sẽ dập dọc cho nó vòng vòng gì để cho nó tỏa sáng. Mỗi cái shape nó cũng khác nhau đó, chiều dài nó cũng khác nhau luôn. Nhưng mà cho nó lên sáng vậy là ok, cái này là căn bản nhất rồi. Đó, ok, bên này lại con mình hơi khoảng chừng 20 giây. Rồi bắt đầu mình sử dụng cái cọ liner, hướng dẫn mọi người vẽ cái con nhện, cái con dơi. Dơi mà sao nó nhện hoài vậy trời. Con dơi làm sao mà nó rất là đơn giản, không có khó khăn tí nào hết. Đó, bây giờ chị sẽ chùi cái phần này đi ha. Đó, sau khi mình đã có rồi. Okay. Đó, tissue để đây. Và cọ gian là đầu bên đây. Chị sẽ sử dụng ha, cái đầu nhỏ hơn, cái đầu ngắn hơn. Và mình sẽ vẽ nè. Rồi, ok ha, cũng vậy luôn. Mình cũng sẽ đặt một đường ở đây, ngay giữa nè. Mình kéo cong qua, cho nó dài sâu lên trên. Đi theo cái đường friend hồi nãy vậy đó. Bây giờ nhiều anh chị mà nhiều như vẽ friend không có đẹp á, mình cũng có thể làm cái mẫu này. Tại vì một lát nữa mình cũng phải vẽ cái đường này lên, khỏi cần mất công mình canh, mình làm kỹ cái kia làm chi ha. Cái này cũng không cần thẳng như chỗ này. Biết sao mình cũng sẽ vẽ cái đầu ở giữa nè. Chị sẽ kéo một ấy xuống cỡ chừng khoảng 1 phần 3 cái đầu friend là ok. Cái hai bên, mỗi bên mình chia nó làm 3 phần đều nhau ha.
chút xíu như này, giống như cái bậc thang vậy đó. Đó, như thế này ha. Rồi bắt đầu từ đó mình mới nối nó lại. Từ đây ha, mình đánh một cái vòng cung lên. Thấy không? Thấy chưa? Từ đây là mình cũng đánh một cái vòng cung lên. Bên đây cũng vậy luôn, mình đánh một cái vòng cung ha. Đó, hiện tại bây giờ hả, mình cứ làm như vậy trước đi. Mình tô màu xong, mình sẽ chỉnh lại cái phần nhọn ở giữa, không sao hết. Nó không có gì là ghê gớm. Đó, bây giờ chị sẽ lấy cái cọ nhỏ như thế này. Chị sẽ dễ nó tô nó vào ha. Lấy thêm miếng gel, mình tô nó vô. Chứ tô bằng cái cọ nhỏ, cái cọ mà liner nó rất là lâu, cho nên mình cần phải có một cái cọ nhỏ như thế này để mình vẽ những cái chi tiết, chẳng hạn như là hình tròn, tô màu những cái cần thiết như thế này ha, thì nó sẽ lẹ hơn. Sau đó mình sẽ sử dụng cái cọ để mình đi lại một lần nữa nè, nó cho nó nhọn, cho nó đều ra. Mình thích chấp nó đó mọi người, thích chấp nó chút xíu ha. Đây cũng vậy, cho nó nhọn ra như thế này. Rồi ha, xong được cái dưới rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đầu nữa. Cái đầu thì cũng dễ lắm, mình chỉ cần để ở đây nè, ở giữa mình đánh võng một cái. Này ra cái đầu rồi ha. Rồi cái đầu xong, mọi người còn thiếu gì nữa biết không? Cái lỗ tai. Quay lại cái cọ này, mình quẹt cái lỗ tai chút xíu nè, một cái nè, hai cái nè, mình nối vô mình tô lại. Bên đây cũng vậy luôn, một cái nè, hai cái nè. Đó, rồi mình tô vô. Rồi là xong một bé nhện ha. Đó, rất là đơn giản. Bé dơi với lộn. Rồi nó bé nhện hoài nãy giờ luôn á, chán ghê á. Xong một bé dơi, bây giờ mình sẽ làm bé dơi kế tiếp. Cũng vậy luôn, chơi cũng sẽ vẽ một đường lên trên đây. Dơi này rất là dễ vẽ, mọi người chỉ cần mình có một cái nét, một căn bản á, là mình có thể vẽ được ha. Đó, sau đó mình vẽ một cái nét đi xuống dưới đây ha, tới 1/3 là ok. 1/3 cái đầu French, và mình chia cái phần còn lại làm 3. Đó, mình vẽ lật lật như thế này thôi. Đó, chia làm 3 ha. Sau đó mình sẽ vẽ cái đường cong. Từ đây cong xuống. Từ đây cong xuống. Mình đang vẽ cái màn vậy đó. Bậc thang nè, mình cong lên mình vẽ nè. Ha, mình cong tiếp nè. Cái này mình vẽ đường thẳng xuống luôn, khỏi cong. Đó, tới đây nè ha. Mình vẽ đường thẳng xuống. Bây giờ mình sẽ cong lên nè. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọ nhỏ như thế này, mình sẽ phiêu cái màu vô, mình tô màu vô. Tô vô chỗ trống nè ha. Mẫu Halloween này kết hợp với lại cat eye. Rất sắc luôn. Mình có thể sử dụng những cái màu cho Halloween như màu cam, màu tím, màu đen ha. Đỏ với đen, đồ trắng, những cái màu Halloween đó. Giờ mình sẽ kéo những cái phần nhọn nhọn nó ra chút xíu cho nó thấy rõ một chút nè. Rồi giờ mình sẽ vẽ cái đầu của con dơi ha. Chỉ cần để ở đây, mình đánh võng một cái thôi. Rồi mình cũng tô cái màu vô luôn. Rồi mình sẽ lấy cái cọ này lại, mình đánh cái lỗ tai ra ha. Một cái, một cái. Bên đây cũng vậy luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, như vậy là mình đưa vô mình hơi đèn thôi. Đó. À, hai bạn dơi. Rất là dễ thương luôn. Sau đó là mình bỏ tóc cốt lên đó mọi người. Xin cho xem. Đó, mọi người thấy rất là dễ không? Hôm nay chị muốn like ngắn gọn để mà hướng dẫn là cái móng khi mà người ta bị dảnh lên như thế này. Dảnh cái hướng đầu như thế này, với lại nó bị cong, nó mọc cong từ bên đây qua bên đây, thì mình làm sao để khắc phục được ha. Và hướng dẫn cái mẫu Halloween đơn giản. Hẹn gặp lại mọi người lần sau nha. Bye bye.